Mà nhà mày đun cái gì từ hôm qua rồi khói thế? Anh đi đâu cả đêm hôm qua đấy? Anh đi chị Hà mong anh cả đêm ấy. Ô hay chứ ông kia. Ông ở nhà anh Đông hay sao mà ông biết tối hôm qua chị Hà ngóng anh Đông cả đêm? Liệu đấy nhá. Thôi, thông báo với tất cả các chú, anh đã tìm được một nơi ở mới. Nơi ở mới? Đúng. Đấy là sự lựa chọn tốt nhất của gia đình anh cũng như tất cả mọi người ở đây. Tôi muốn sống trong một không gian thật trong lành, như tòa nhà khang trang, khép kín và thật nhiều cây xanh. Đường phố thì sạch đẹp văn minh, nơi rất nhiều lựa chọn cho cuộc sống. Khu bếp ấm áp với hương thơm như mời chào, được vợ hiền chăm lo, vẫn cái bụng nhà mình sạch ghê, trông rất gọn gàng và tiện nghi. Nhất là nhà vệ sinh khép kín. Thế nên bây giờ đời sang trang mới, nhìn ai ai cũng thấy rạng ngời. Enjoy cuộc sống tuyệt vời, trên môi tìm thấy nụ cười, thật hạnh phúc biết bao. Ôi cứ hát mãi. Này, từ giờ trở đi cuộc sống của chúng ta đã sang một trang mới rồi. Thế lúc nãy em không còn phải ngồi giật quần áo ngoài trời lạnh, không phải nhìn đến chuột bọ chạy qua nữa. Nhìn giờ san trang, không phải ngồi giật cạnh máy nương, không mùi hôi công danh bốc lên, không bon chen nhau đành răng rửa mặt mỗi sáng. Từ giờ mình xin hứa, không đành hành tranh chua cô cơ, chăm chồng con giữ nếp văn minh cho khu dân cư. Ôi thật bất ngờ. Khép kín và thật nhiều cây xanh, đường phố thì sạch đẹp văn minh, nơi rất nhiều lựa chọn cho cuộc sống. Khu bếp ấm áp với hương thơm như mời chào, được vợ hiền chăm lo, những cái bụng nhà mình sạch ghê, trông rất gọn gàng và tiện nghi. Thích nhất là nhà vệ sinh khép kín. Thế nên bây giờ đời sang trang mới, nhìn ai ai cũng thấy rạng ngời. Enjoy cuộc sống tuyệt vời, trên môi tìm thấy nụ cười, thật hạnh phúc biết bao. Ôi cứ hát mãi. Này, từ giờ trở đi cuộc sống của chúng ta đã sang một trang mới rồi. Thì lúc nãy em không còn phải ngồi giật quần áo ngoài trời lạnh, không phải nhìn đến chuột bọ chạy qua nữa. Nhìn giờ san trang, không phải ngồi giật cạnh máy nương, không mùi hôi công danh bốc lên, không bon chen nhau đành răng rửa mặt mỗi sáng. Từ giờ mình